Một tình tiết ở Bạc Liêu tháng trước được công an Tuyên Dương tặng bằng khen phê tích cực tham gia bắt trộm. Tuy nhiên tháng sau, thanh niên này bị bắt vì tham gia một vụ cướp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xác nhận là thanh niên tên Phạm Hồng Nhã, 18 tuổi, mới được khen thưởng vì thành tích bắt trộm, nhưng sau đó bị công an bắt vì tham gia cướp tài sản. Trước đó, ngày 9 tháng 11, công an thị trấn Phước Long tổ chức trao thưởng của giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu cho Phạm Hồng Nhã cùng hai thanh niên khác vì có thành tích hỗ trợ lực lượng công an bắt hai tên trộm tài sản trên địa bàn thị trấn. Ngày 16 tháng 12, cư dân đến công an trình báo bị một nhóm người chặn xe trên tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp để cướp tài sản gồm điện thoại và tiền mặt. Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Phước Long nhanh chóng xác minh và bắt giữ 5 đối tượng từ 16 đến 19 tuổi, trong đó một đối tượng ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long và Phạm Hoàng Nhã. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Long cho biết nhà sống ở thị trấn. Trước khi bị bắt, nam thanh niên này không có biểu hiện bất thường. Đến khi bị công an bắt giữ vì tham gia cướp tài sản thì thấy rất bất ngờ.